ai không thấy màn hình. Bây giờ thì mình sẽ chọn cái này các bạn, mình nhân bản nó ra tầm đó, mình nhân bản nó tầm 4 cái đi. Thì các bạn chú ý giùm mình cái này, rất là nhiều anh em hay gặp phải, đặc biệt anh em mới vô làm không biết. Nè các bạn nhìn nè, nó có trùng ID các bạn. Khi các bạn làm trùng ID thì chuyện gì xảy ra? Không in tem được và nó tính toán sai. Bây giờ mình cũng cho nó netting nè các bạn. Đây nó netting và nó bắt đầu nó vẽ 28 tấm này ra. Thì các bạn nhìn vào đây là các bạn đã thấy nó sai rồi. Tại vì sao? Tại vì không bao giờ có chuyện những cái tấm khác nhau lại có cùng cái mã gen được, đúng không? Nó phải ít gì nó phải khác nhau. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút in tem này các bạn. Tấm nó nhảy loạn xạ, thiếu đồ tùm lum hết. Đó. Cho nên là mình sẽ không được phép netting khi mà mình chưa add lại label, được chưa? Mình thay đổi thông tin gì của mô hình nữa thì các bạn chú ý là mình sẽ add lại label một cái. Đó, add lại label. Rồi sau đó mình netting. Phút này thì chắc nhiều anh em ngày nào cũng làm rồi. Rồi. Sau khi mà nó netting xong rồi các bạn, thì ở đây các bạn chú ý giùm mình là mình có thể can thiệp vào cái việc là mình vẽ, mình dời các cái chấm, cái tấm nào mình cảm thấy là ok nó tiết kiệm được một khúc thì các bạn gom nó lại dời về được ha. Cứ giống như mình đã dạy rồi đó. Cắt ở trong cái group này. Đây. Ctrl X và dán vào ở trong một cái tấm cái group khác, được chưa? Nhưng mà thằng này là gia công hai mặt cho nên là mình sẽ không có di chuyển gì hết. Tại hai mặt nó đều có hết. Ai nói gì đây? Bây giờ các bạn nhìn vào đây nè, mình sẽ có tất cả là 28 tấm, được chưa? Bây giờ thì mình sẽ xuất ra DXF và mình làm việc. Đó, nó xuất ra cho mình xong rồi thì